Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập mật khẩu vân tay đối với những chiếc laptop có hỗ trợ tính năng quét vân tay. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào mục Setting. Sau đó các bạn sẽ mở phần Account lên. Và chúng ta chọn Sign-in Option. Rồi các bạn vào mục Windows Hello Fingerprint. Chúng ta click vào đây. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn Setup. Chúng ta nhấn Get Started. Ở đây các bạn nhập mã pin vào. Mã pin tức là mã mật khẩu của máy tính. Rồi và bắt đầu chúng ta sẽ đặt ngón tay lên máy tính để bắt đầu đăng ký dấu vân tay. Các bạn cứ đặt xuống và chúng ta nhấc lên, rồi sau đó lại thay đổi vị trí thôi. Nó yêu cầu là các bạn đặt thêm những cái góc khác nữa. Chúng ta nhấc lên, rồi chúng ta lại đặt xuống theo những cái hướng khác, những cái góc khác. Và cuối cùng đã xong một ngón tay. Các bạn thêm những ngón tay khác thì chúng ta chọn Another, Add Another. Và các bạn làm y như nãy. Chúng ta cũng đặt ngón tay ở những cái hướng, những cái góc khác nhau. Như vậy là xong, tôi đã thiết lập được hai ngón tay trỏ. Nếu các bạn muốn thêm những ngón tay khác thì chúng ta chọn Add Another. Nhưng mà tôi nghĩ chỉ cần hai ngón tay trỏ là đủ rồi. Ở đây các bạn vẫn có thể thêm những cái ngón tay khác bằng cách Add Another tiếp. Và chúng ta cũng làm tương tự như lúc nãy.